Các anh chị miền Trung thân mến, các anh chị là những người kiên cường, là những người nghị lực. Chúng ta luôn luôn vượt qua những khó khăn và thách thức. Và tôi tin rằng trong thời gian một tháng còn lại tới đây, chúng ta hoàn toàn có thể chinh phục được mục tiêu MDRT. Bởi vì các anh chị xứng đáng đạt danh hiệu MDRT. Bởi vì các anh chị xứng đáng có được cho mình một thương hiệu đẳng cấp quốc tế. Tôi tin tưởng rằng miền Trung của chúng ta không gì là không thể.